Tiên xin kính chào toàn thể các anh chị cô chú đã đến với lớp học vòng cổ của Ngọc Thịnh Studio. Hôm nay thì Ngọc Thịnh xin giới thiệu đến các cô chú một buổi học mới. Buổi học được mang tên là đánh nhạc trên guitar phím lõm. Theo yêu cầu của bạn Phúc Hoàng đã bình luận trên kênh của Ngọc Thịnh và còn một số cô chú khác nữa. Điện thoại cho Ngọc Thịnh, yêu cầu Ngọc Thịnh đánh guitar phím lõm và đánh tân nhạc, để có nhiều lúc ví dụ trong bài tân cổ nó có một đoạn hoặc là một câu nào đó nhạc hoặc là các cô chú có thể đáp ứng được trong khi đi show hoặc là khi đánh trong gia đình. Nếu như các cô chú nào mà biết rồi á thì có gì sơ suất thì bỏ qua, còn nếu cô chú nào chưa biết thì hãy xem clip này của Ngọc Thịnh. Các cô chú cứ xem rồi cứ share và chia sẻ clip của Ngọc Thịnh để Ngọc Thịnh có động lực làm thêm nhiều cái clip khác tốt hơn. Và không để cô chú đợi lâu thì hôm nay là Ngọc Thịnh sẽ hướng dẫn về cách đi hợp âm như nào để trong một bài bolero. Tại vì mình khi mình đi đờn vọng cổ thì đa số là hát bolero là nhiều, chứ cũng ít khi hát những cái điệu khác. Nhưng nếu cô chú nào thích những điệu khác thì cứ bình luận bên dưới video thì Ngọc Thịnh sẽ hướng dẫn tiếp thôi. Bây giờ Ngọc Thịnh sẽ hướng dẫn trên hệ thống dây là dây sè. Dây sè là dịch về tông của nhạc là la thứ, thì dây sè là đây, thì chắc anh chị cũng biết rồi. Thì bây giờ mình sẽ vô bài luôn. Thì bây giờ mình sẽ mượn một cái bài nào đó để thị phạm thử nha. Giờ mình sẽ mượn một cái bài là bài Con đường xưa em đi để thị phạm thử cho cô chú nghe. Bây giờ vì lý do bản quyền nên mình không thể hát được, mình chỉ ấy cái melody thôi nha, chỉ nhẩm theo melody để cô chú dễ nghe. Đầu tiên mình sẽ có cái intro. Thì cái intro này thì thông thường thì mình sẽ intro một câu ngắn ngắn để cho người ta sẽ hát vô cho dễ hơn. Thì đây là câu intro. Nãy Ngọc Thịnh có đánh đại khái như vậy. Thì bây giờ mình sẽ đánh từng câu, thì sẽ nhờ anh Lượng sẽ hát thị phạm cho cả nhà mình nghe cái câu đó để mình đánh cho dễ hơn nha. Ví dụ bây giờ mình sẽ nói anh Lượng là hát câu đầu tiên, thì anh Lượng sẽ hát câu đầu tiên vô để cả nhà mình nghe, thì Ngọc Thịnh sẽ hướng dẫn. Bây giờ là thôi ok. Bây giờ mình sẽ bắt đầu câu đầu tiên. Mình sẽ hướng dẫn trên cái bài Con đường xưa em đi, là một cái bài cơ bản thôi nha anh chị cô chú. Nhưng mà những cái bài khác á thì mình cũng có thể áp dụng trong cái cung thứ á, là mình áp dụng được nha.
mình coi nó rớt vào hộp âm nào thì mình bỏ nó trong cái dòng hộp âm cơ bản thịnh chỉ nghe. Thì đây là lấy ví dụ của bài Con đường xưa em đi cho dễ thôi, còn ví dụ như những cái bài ví dụ như Dở Đông Sơ Bạch Thu Hà hay gì đó thì nó cũng giống giống vậy á, nó là bolero thì mình coi cái hộp âm nào nó đúng theo đó thì nó. Còn câu intro nãy Ngọc Thịnh đánh á là câu đó có thể sử dụng cho tất cả các bài bolero là có thể sử dụng được nha. Ví dụ như Nụ Hồng đánh cũng vô vô. Thì bây giờ Ngọc Thành sẽ hướng dẫn bài Con đường xưa em đi. Thì bây giờ Ngọc Thành sẽ chỉ cái câu intro nha. Thì câu intro nó là như thế này. Giờ mình sẽ cái này thì bữa nay là dành cho những cô chú đã biết về về đờn rồi, cho nên là Ngọc Thịnh sẽ không đọc nốt nữa, Ngọc Thịnh sẽ đánh chậm thôi nha. Thì là mình đó là bậc 7 nha, bậc 7 đừng dây xe nha. Rút từ bậc 5 lên bậc 7 là của dây 2 nè. Bậc 5 lên bậc 7. Rồi. Bắt đầu là bậc 10 của dây 1. Bậc 9 của dây 1. Bậc 7 của dây 1. Thì khi mà mình đánh đến nó chữ C này rồi á thì mình sẽ chặn dây 5 nè. Dây 5 nè, dây 4 nè. Dây 4 là mình chặn bậc số 9 nè. Dây 3 mình chặn bậc số 10 nè. Dây 2 và dây 1 là mình cùng chặn vào bậc số 7 hết. Sẽ ra hợp âm La Thứ. Thì khi mà mình đánh thì nó sẽ nghe được hơn là thì nó như vậy, đó là câu intro. Bây giờ Ngọc Thịnh sẽ chỉ tiếp câu tiếp theo nè. Thì cái câu intro này nó đi đi, nếu mà ai mà học bên nhạc thì nó là hợp âm tuột thôi, nó tuột xuống thôi. La Thứ xuống sol thứ. À quên, La Thứ xuống sol trưởng, xin lỗi. La Thứ xuống sol trưởng, xuống pha trưởng, xuống quay về sol trưởng, về đô đô trưởng thôi. Thì nó vậy. Cái câu intro vậy cho dễ, để ai mà có học bên nhạc rồi thì dễ hiểu hơn, còn cô chú chưa biết gì nhạc thì nghe cô hướng dẫn rồi làm theo. Đây lại nè, đây bật mình sẽ đọc lại một lần nữa nè. Bật số 5 vuốt xuống bật số 7 nè. Bật số 10 nè, dây 1 nè. Số 9 dây 1 nè. Số 7 dây 1 nè. Là số 7 dây 1 mình sẽ 7 dây 1 mình sẽ chọn ngón tay trỏ vô đây. Mình sẽ bỏ ngón tay giữa vào bậc số 9 của dây 4. Dây 5 mình để luôn bậc số 7 nha, có nghĩa là bậc số 7 mình sẽ chọn được nè. Chọn hết dây luôn nè. 5 4 3 2 1 nè. Thì bắt đầu mình bỏ ngón tay giữa vào bậc số 9 của dây 4. Mình bỏ ngón tay áp út vào bậc số 10 của dây 3 thì sẽ ra hợp âm như thế này. La Thứ. Thì cái tắt tùm tùm là mình đánh ấy lên ấy, từ dây 1 ấy lên, thay vì mình
À, mình đây đang đang mình đây đánh đánh xuống nè, thì khi mà đó là mình nhắc lên lại, mình nhắc từ 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 lại, nhưng mà nhanh. Chỉ câu tiếp theo. Nãy là câu. Rồi, bắt đầu tiếp theo câu thứ hai là bậc số 5 vuốt xuống bậc số 7. Là dây 2. Rồi, dây 1, bậc số 9, bậc số 7. Bậc số 5 thì bậc số 5 này là trùng vào hợp âm son trưởng. Son trưởng thì bấm như thế nào? Son trưởng sẽ bấm là đầu tiên dây 1 nè là nốt son, mình sẽ dịch về nhạc cho cô chú hiểu. Đây thì đây nốt son thì là dây kép đó, trùng vô dây kép á. Thì đây là một nè, hai nè, hai là chữ liêu á, là re. Rồi mình sẽ chọn vô y như cái bậc bậc bảy nãy luôn, chọn một 2, 3, 4, 5 là vào bậc số 5 hết. Bắt đầu mình bỏ ngón giữa vào bậc số 7 của dây 4. Bỏ ngón áp út vào nốt số 9 của dây 3. Thì sẽ ra là nốt hợp âm son trưởng. Cái hợp âm son trưởng đây. Lại nè. Thì Ngọc Thành sẽ đánh chậm lại cho cô chú dễ. Giờ đánh 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 nhanh lại. Giờ sẽ đánh tiếp câu tiếp theo. Câu tiếp theo thì nó là tuột, hợp âm tuột cho nên là nó sẽ đi xuống tiếp. Đó, thí dụ như bây giờ Ngọc Thịnh ấy thì Ngọc Thịnh sẽ đánh nó sẽ nhiều hơn. Chú thì Ngọc Thành sẽ hướng dẫn là sẽ đơn giản hơn. Đây, nãy xuống nó này đúng không? À, thì bắt đầu đây. Đây. Bậc 3. Bậc 3. Đây là bậc 3. Thì bậc 3 của dây 2. À, bậc 7 của dây 1. Đây. Bậc 5 của dây 1, bậc 3 của dây 1. Thì cũng y như nãy thì mình sẽ bỏ vào hợp âm pha trưởng. Pha trưởng thì nó gồm có là cũng bấm y như thế bấm nãy luôn, là bỏ vào bậc số 3. Đây, 1 2 3, bậc số 3. Dây 1, dây 2, dây 3, dây 4, dây 5. Là giống nhau hết. Đầu mình bỏ vô ngón ngón giữa của tay trái vào dây 4. Rồi. Ngón áp út của tay trái vào dây 3, giống nãy đó. Sẽ ra hợp âm pha trưởng. Mình sẽ thị phạm lại. Hãy
ngay thay hồi nãy là cái nào cũng, nhưng mà thay xuống cái bậc số 3 này thì không có đánh gì nữa. À, thì có thể bỏ chỗ đây, có thể bỏ đô trưởng, cũng có thể bỏ la thứ để nó nhìn la bay để gì rê cũng được. À, nhưng mà cái đó là tùy theo, cái đó là hợp âm nâng cao thôi. Còn bây giờ là mình hướng dẫn cơ bản thì mình tới chỗ này nè, thay vì là nghe nó nhàm quá rồi, bắt đầu mình bây giờ mình sẽ chỗ này mình sẽ thay đổi chút nha cô chú nha. Giờ Ngọc Thịnh sẽ đánh chậm lại đây. Thì cái chỗ bậc bậc ba này đây, dây năm nè, dây bốn nè, dây ba nè, định Ngọc Thành sẽ đánh chậm lại nè. Đây là hợp âm đô trưởng nha. Thì hợp âm đô trưởng là bấm như thế nào? Thì dây dây một, dây một sẽ vô bậc số 2, dây 2 sẽ vô bậc số 3, dây 3 dây 4 sẽ vô bậc số 5. Đây là đô trưởng. Còn có một thế bấm đô trưởng nữa là giống như nãy, là bậc số 5, dây 5, dây 6 nè, xin lỗi, dây 6 nè, 5 nè, 4 nè, 3 nè, 2 nè, 1 nè, là bỏ vô bậc số 5 hết. Sau đầu bỏ ngón giữa của tay trái vô bậc số 7 là ra hợp âm đô trưởng. Bỏ ngón muốn hay nữa thì bỏ ngón út, bỏ ngón út vô đây nữa thành dây 1 nữa là học âm đô trưởng sẽ hoàn thành thôi. Đó thì sẽ đánh lại cái câu nãy, đánh thật chậm cho cô chú nghe. Đánh nó hơi nhanh đúng không? Thì để anh đánh lại. Dây V2 buông nè, dây 1 bậc 3, dây 1 bậc 2, dây 1 buông. Đây, rồi tiếp theo nè. Dây 2 nè. Dây 1 bậc 2. Dây 1 bậc 5. À quên, dây 2 bậc 5, xin lỗi, dây 2 bậc 5. Rung rung xíu cho nó ra màu dân ca xíu. Dây 2 bậc 3. Là đồng thời mình sẽ bỏ hộp âm la thứ luôn. La thứ này nó nằm ở bậc số 2 nha. Dây 1
dây 2, dây 3, dây 4, dây 5, dây 6, chặn bật số 2 hết. Xong bỏ ngón giữa vào bật 3 của dây 2. Ok, hợp âm la thứ. Đây, bây giờ mình sẽ đánh lại lại. Dây 2 buông đây. Dây 2 bật 5. Dây 2 bật 3. Dây 2 bật 2. Đồng thời mình chọn cái chỗ bật 2 là y dây 2. Thì mình sẽ đây. Sau mình chọn bật 4 của dây 4. Bật 6 của dây 3 là được. Ra hợp âm mi mi trưởng đây. Còn anh nào đánh được mi mi 7 thì bỏ thêm cái ngón, thay đổi ngón, bỏ ngón út xuống dây 2, bỏ ngón ơi bỏ ngón ép út xuống dây 2, bỏ ngón út lên dây 3. Nhưng mà thông thường thì Ngọc Thành cũng bỏ mi trưởng thôi. À, lại mình Thịnh sẽ đánh lại nguyên câu thật chậm. Bây giờ Ngọc Thịnh sẽ vào bài nha. Ngọc Thịnh sẽ vào bài thì nó chỉ nãy giờ Ngọc Thịnh hướng dẫn là hướng dẫn hợp âm, đồng thời hướng dẫn câu intro là đã có hợp âm ở trong đó luôn rồi. Thì bây giờ vô bài thì nó đơn giản hơn, có nghĩa là nó cũng sử dụng những hợp âm mà nãy giờ Ngọc Thịnh đã đọc. La thứ, son trưởng, fa trưởng, đô trưởng, rê thứ, mi 7 hoặc là mi trưởng đó, thì nó sử dụng những hợp âm đó. Thì bây giờ bắt đầu mình vô bài nè. À, hướng dẫn con đường xuyên đi. Thì bây giờ bắt đầu mình vô bài. Mình sẽ intro thật chậm rồi mình vô bài hướng dẫn từng câu. Thì nó có rất nhiều cách đánh như Boro. Nó nhiều cái cách đánh thí dụ vậy thôi, nhưng mà bây giờ mình đơn giản nhất là cái đơn giản. Thì bây giờ mình sẽ tèo 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 tèo
bây giờ muốn chuyển qua rê thứ mà thay vì các câu chú hay, nếu mà đánh kiểu này thì nghe nó sẽ không được hay, là tèo 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 đó, thay vì các câu chú mà đờn cải lương thì hay 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 đờn giống vậy thì nghe nó sẽ không không hay bằng cái kiểu này. Đây mình sẽ có dẫn cái câu bass đi ngay cái chỗ tèo 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 tèo, thì nghe chỗ này mình sẽ dẫn cái câu bass của dây sáu nè. Đây là con sẽ chỉ là bật bật số 9, bật số 9 của dây sáu xuống bật số 8 của dây 6 và xuống bật số 7. Đó là câu dẫn của cái bass. Thì đồng thời xuống đây mình bỏ hòm âm rê thứ bình thường như nãy con đã chỉ. Đây, con đường xưa em đi bằng lên vai nghèo tèo. À, đây, đây. Bắt đầu mình sẽ xuống hợp âm son trưởng giống nãy đúng không? Thì mình sẽ có câu dẫn tiếp. Tèo 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 tèo. Đây, thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn lại. Tèo 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 tèo. Đây, mình sẽ bỏ ngón ngón giữa xuống dây 6 bật 7. Rồi mình bỏ ngón để mình bỏ cái ngón trỏ xuống bật 5. Bật 5 của dây 5 để mình ráp vô hộp âm son trưởng. Chẳng hay. Đây, sẽ đánh lại. Tèo 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 tèo. Hay bỏ cái ngón xuống. Tèo 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 tèo. Đây, hợp âm đô trưởng này. Đô trưởng cái thế bấm hồi nãy Ngọc Thành hướng dẫn là thế bấm này đúng không? Đây, thế bấm này đây. Ngón út bỏ xuống nốt cuối cùng đây. Thế bấm này nó có hai thế bấm nha, nhắc lại là có hai thế bấm, một thế bấm là như này. Thế bấm như này để sử dụng những trường hợp nào? Sử dụng những trường hợp là từ ở này nè. Từ bậc 2 nè. Đây, từ bậc 2 lên bậc 4 nè. Đây, thí dụ bấm theo bấm mình ở đây con cũng có thể sử dụng được. Bây giờ con sẽ đánh chậm cho cô chú nào có muốn học hai thế bấm thì có thể học luôn. Tèo 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 từ đây. Ví dụ mình đánh từ đây mình muốn lên đây cho nhanh, thay vì từ đây mà mình phải tuốt đây thì nó sẽ bị lấn cấn. Thì cái đây là cái thế bấm thuận cho những cái cô chú mà học được nhiều thế. Thì thế bấm la thứ nó có hai thế. La thứ của đường cổ nó sẽ có nhiều thế nhưng mà thông dụng nhất sẽ giờ sử dụng hai thế là la thứ của bậc 2 và la thứ của bậc 7. Thì bây giờ Ngọc Thành sẽ đọc tiếp. Tèo 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 tèo. Đây mình muốn xuống đô 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 trưởng thì nó sẽ có hai cách về. Một cách là về xuống đây, xuống xuống chỗ này con nói đây, thành ra nãy con mới nói là hai thế. Một cách là sẽ tèo 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 tèo. Đó, nó có nhiều như vậy. Thì bây giờ con sẽ hướng dẫn cơ bản là tèo 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 tèo
chậm lại nè. Tèo 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 tèo. Đây, ngay chỗ này, muốn gì được la thì đây đang 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 ở là đô trưởng đúng không? Đây 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 là bậc năm. Cái cách về la thì tùy theo các anh chị mà giỏi ấy, thì tùy theo cái người thích về như nào thì về thôi, mà về đúng scale là được. Nhưng mà theo em thì em hay về kiểu này. Đơn giản hơn. Thì đây đây là đây dây 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 năm nè, để bỏ bậc năm nè, bậc sáu nè, à, rút xuống bậc bảy là bậc bảy trở về cái thế bấm ban đầu nè. Đây thì về về re bình thường thôi, về re như nãy thế bấm nãy luôn. Tèo 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 tèo. Cái này lặp lại như nãy. Tèo 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 tèo. Xíu là thay vì nãy là teo 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 teo. Nó chỉ nằm ngay hợp âm mi mi bảy thôi, thì bây giờ nó về la lại teo 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 teo. Bây giờ là chuẩn bị lên điệp khúc nè. Điệp khúc thì nó sẽ đi cái dòng hợp âm khác. Đây. Điệp khúc. Bây giờ là điệp khúc thì té 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 té. À, thì thông thường á, nếu mà hát cải lương không á thì sẽ tới này là nó hết rồi. Bắt đầu là intro lại vô điệp khúc. Té 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 té. Sáng nay sẽ còn thành chỉ cách rã luôn nha. Té 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 té. Mình sẽ rải từ dây 5 bậc 7. Dây 5 bậc 8, bậc 9, dây 5 bậc 9 xin lỗi, dây 5 bậc 9 bậc 10 luôn. Dây 4 bậc 9. Dây 5. Đây, bậc 7 mình để luôn rồi để mình bấm xuống dây 3. Đó, đơn giản nhất. Đó thì đây mình sẽ đánh chậm lại. Thịnh sẽ đánh xin xin phép thị phạm lại nguyên cả cái bài từ đoạn A1 tới A2 nha. Xong đầu chỉ tiếp tiến khúc. Xin mời anh Lượng hát Thịnh đánh sẽ. Đây Ngọc Thịnh sẽ đánh một 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 chậm, nhưng mà sẽ đánh hợp âm nâng cao chút xíu để cô chú nào có nhìn được thì tập theo cho nó dễ nha. Ấy, không không cái đầu á, đầu á. Ấy cái đầu ấy cái micro quanh đó xong cái teo ha. Thank you.
Thì bây giờ tiếp theo là điệp khúc. Điệp khúc thì mình sẽ vào từ pha trưởng. Pha trưởng là bậc thứ ba á. Hồi nãy mình đã chỉ rồi đó, pha trưởng đây. Bắt đầu intro lại nè. Sẽ intro lại tại vì khi mà hát cải lương thì bắt đầu ngay chỗ đó là vô giọng cổ rồi đó, bắt đầu dứt câu 2, thí dụ gì nha. Dứt câu 2 bắt đầu vô vô lại nè, thí dụ. Đầu mình sẽ vô lại. Thay vì cái ban nhạc đó là nó sẽ có dồn trống á. Đại khái vậy. Đại khái nó như vậy thì cái đờn cổ mình chỉ có một cây thì bắt đầu mình phải dồn lên, mình phải làm cho dữ dội lên để gọi là dồn trống, phiêu trống á. Thì mình nó như vậy, nhưng mà bây giờ sẽ hướng dẫn nó đơn giản hơn là có nhiều người sẽ để là teo 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 cũng được chứ cũng không phải là sai, nhưng mà theo 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 Ngọc Thịnh thì Ngọc Thịnh hay để kiểu này hơn. Teo thì bắt đầu Ngọc Thịnh sẽ hướng dẫn là cái chỗ này mình dằn nè, 1 2 3 4 5 2 3, mình chuyển xuống này nè, 1 2 3 4 2 3 4, được chưa? Thì nè, 1 2 3 4 5, mình đếm lại 1 một là đây, một là đây, một là la thứ nè, hai là son trưởng nè, ba là son trưởng nè, bốn lại nữa là pha trưởng nè. Đồng thanh sẽ đánh chậm lên nè. Mình sẽ đánh lại nè. Cái hợp âm Ngọc Thịnh chỉ hết rồi cho nên là bây giờ Ngọc Thịnh chỉ đánh chậm, cô chú dùm theo thôi nha. Teo lại 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 bị lộn. Ngọc Thịnh sẽ nhờ anh Lượng hát để Ngọc Thịnh
Thịnh đánh cho nó dễ hơn nha. Rồi, giờ bắt đầu nè. Bài luôn. Từ mày nói đi, lưu lót hơn. Bây giờ á, Ngọc Thịnh sẽ như vậy là đã tương đối ổn về cái bài này. Thì sau đây Ngọc Thịnh sẽ đọc lại những hợp âm mà chúng ta đã học trong lớp buổi học hôm nay. Đầu tiên là la thứ. La thứ sẽ có hai hợp âm mà mình học bữa nay, là hai cái nó là thứ nhưng mà nó có hai cái ngăn khác nhau. Thì đầu tiên là ngăn số 2. Đây là thứ. Và tiếp theo là la thứ ngăn số 7. Rồi, tiếp theo là rê thứ. Rê thứ sẽ có ba cách bấm rê thứ, nhưng mà hồi nãy trong khóa học của mình là mình chỉ mới hướng dẫn là một cách bấm rê thứ, là thôi chỗ này. Đây. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn thêm một hai cách bấm rê thứ nữa để cho anh cô chú anh chị nào mà có xem được thì tập thêm nha. Đây. Và đây. Âm này thì ai hầu như là ai cũng biết, tại vì khi mà đờn cổ rải xuống thì nếu mà hát dây đào là lúc nào cũng rải xuống đây luôn. Rê thứ nó còn một hợp âm ngay đây nữa. Đây. Rồi, tiếp theo là son trưởng. Son trưởng thì hồi nãy là em có chỉ một thế. Ngay đây. Pha trưởng cũng một thế ngay đây. Đô trưởng thì có hai thế, một thế là ngay đây. Và một thế là cũng bật năm mà bỏ cái ngón út xuống đây. Rồi, mi 7. Mi 7 thì sẽ có hai thế, một thế là ngay đây. Mi trưởng chứ, xin lỗi. À, mi 7, mi 7 sẽ có hai thế, một thế là ngay đây. À, và một thế ngay đây nữa. À, đó là các cái thế, và có thể thế pha trưởng. Ví dụ nếu mình đang thuận ngay 17 này mà mình muốn lên pha trưởng thì còn một thế ngay chỗ đây nữa nè. Đây là chỉ thêm nâng cao để cô chú nào có học thêm thì xem thêm thôi. Đây, đó. Như vậy là hôm nay Ngọc Thịnh đã hướng dẫn cho các cô chú hoàn thành xong buổi học là đánh guitar phím lõm trên hợp âm la thứ, là sẽ sử dụng được giọng thứ và các bài có điệu như bolero, hoặc là nếu cô chú đánh nhanh lên thì sẽ sử dụng được cha cha. Cha cha nha, cha cha một chút xíu có thể được, hoặc là bóp gì đó mình sẽ áp dụng được. Nhưng mà hôm nay là chủ yếu là sử dụng bolero, và Ngọc Thịnh đã có hướng dẫn những hợp âm dẫn này, thì nếu cô chú nào mà có một tò mò sẽ đánh được nhiều giọng, ví dụ như rê thứ nè. Rê thứ thì nó cũng sẽ giống như là la thứ thôi. Thì ví dụ rê thứ thì mình đánh đây đi, thí dụ mình đã hướng dẫn rồi, thì nhưng mà về cái rê thứ này á thì nó sẽ có những hợp âm khác, ví dụ như son trưởng này nữa, cho nên là Ngọc Thịnh sẽ hướng dẫn trong một buổi sau.
Mong là được sự ủng hộ của các cô chú. Hãy đăng ký kênh, like, subscribe kênh và chia sẻ nhiều cho các bạn bè của các cô chú xem nhiều cái clip của Ngọc Thịnh hơn nữa, để Ngọc Thịnh cùng anh em trong team Ngọc Thịnh Studio có nhiều động lực để làm thêm nhiều cái hướng dẫn tiếp theo. Và mong được sự góp ý chân thành của các cô chú để Ngọc Thịnh có thể hiểu biết thêm và có thể làm nhiều clip tốt hơn. Và bây giờ Ngọc Thịnh sẽ nhờ anh Lượng sẽ hát lại từ đầu đến cuối bài, kiểu như nãy nha, để Ngọc Thịnh đánh theo kiểu là hoàn thành bài luôn để cô chú nghe, để thêm chút xíu nào đó thì cô chú có thể tự nghe thêm. Cảm ơn cô chú rất là nhiều, cảm ơn cô chú đã xem hết video của Ngọc Thịnh, và chúc cô chú một ngày làm việc thật là vui vẻ. Và cô chú nào học đờn thì chúc cô chú học càng ngày càng tiến bộ thêm. Xin chào và hẹn gặp lại. Rồi vô nè.